Zeri là một cô gái trẻ cứng đầu thuộc tầng lớp lao động của Zaun. Zeri sử dụng ma thuật điện thiên bẩm để sạc năng lượng chính mình cũng như khẩu súng được chế tác đặc biệt của cô. Nguồn năng lượng bất ổn ấy phản ánh tâm trạng và những tia chớp cũng đại diện cho cách sống vội vàng của cô. Đồng cảm sâu sắc với những người khác, Zeri mang theo tình yêu thương của gia đình và quê hương vào mỗi trận chiến. Dù sự hăng hái của cô đôi khi phản tác, nhưng Zeri luôn tin vào một chân lý bất di bất dịch. Đứng lên vì cộng đồng, họ cũng sẽ đứng lên vì bạn. Zaun quả là một mớ bong bong, Zeri cũng thế. Và đôi khi, một ánh lửa, một tia chớp là đủ để thay đổi thế giới. Và hôm nay, hãy cùng Cà phê Nhân phẩm đồng hành với Zeri lên vùng Freljord lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người để khai phá thứ sức mạnh thay đổi thế giới nhé. Anh em mình, vào việc! Nền tảng GG Life, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Life, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao. Tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé! Tia chớp thành Zaun bước đến mùa 9, với Zaun và bắn tỉa là hai tộc hệ chủ đạo. Cô gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp các bậc rank với giáo án siêu carry, build 1 tỷ Zeke cùng form Piltover sở hữu khủng long mạnh mẽ. Việc này dẫn đến cú nấc thậm tệ lên Zeri cùng TH ngay sau đấy. Thời thế đổi thay, khủng long đã không còn mạnh mẽ như trước, nên dẫu Zeri đã được buff khá mát tay trong update gần nhất, cô nàng cũng không thể trở lại meta nếu đi cùng Piltover như trước được. Và đó là lúc cô cần các đồng đội mới để chinh phục mọi bậc rank, những người bạn từ Freljord lạnh giá. Với đội hình mới này, ta sẽ chuyển sát thương Zeri từ vật lý sang sát thương chuẩn, đủ mạnh mẽ để có thể xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Đội hình hoàn chỉnh ở cấp 8 gồm Ashe, Lissandra, Sejuani, Zeri, Ugot, Senna, Sion và Heimerdinger. Đây là đội hình mạnh nhất. Còn trường hợp anh em không kiếm được các tướng 5 vàng là Sion, Senna, Heimer thì có thể thay bằng Vi, Jinx và Jarvan hoặc Ekko nếu mod Zaun ngon. Đội hình này được tạo ra bởi kỹ năng Zeri sẽ luôn kích hoạt nội tại của Sejuani 3 lần với mỗi đòn đánh của cô, từ đó liên tục gây lượng lớn sát thương chuẩn để xuyên phá các tranh cơ châu bò trong chớp mắt và dọn sạch bàn cờ. Cho những ai chưa biết thì nội tại Sejuani là mỗi khi đồng minh tấn công một kẻ địch đang nhận hiệu ứng tê tái, chúng sẽ nhận thêm sát thương chuẩn. Đội hình đánh xoay quanh nội tại Sejuani, thế nên việc build một tranh cơ thứ hai để gồng gánh sát thương từ kẻ địch và bảo kê cho con heo là cần thiết. Sion sẽ phù hợp với vị trí này nhờ nội tại của hắn, và khả năng búp giáp của Senna thì luôn over hợp với mọi team. Như đã nói, đội hình hoạt động dựa trên nội tại Sejuani, thế nên cần ưu tiên build thật nhiều tranh để con heo được sống lâu nhất. Đồ core cho Sejuani ưu tiên dây chuyền hoặc lời thề hộ vệ để cơn thịnh nộ phương Bắc ra chiêu sớm nhất. Còn lại có thể lắp các món counter lobby như giáp gai, vuốt rồng, giáp máu để vừa đét được máu, cũng vừa để Sejuani cường cáp trước sát thương từ kẻ địch. Ugot cũng đóng vai trò tranh cơ, và với việc hắn lướt khắp team địch thì món đồ on mùa đông vĩnh cửu mang hiệu ứng tê tái sẽ vô cùng phù hợp nếu có. Sion thì còn đồ thủ gì sai đồ đấy. Đương nhiên nếu có điều kiện thì giáp máu, giáp gai, vuốt rồng sẽ vô cùng hoàn hảo rồi. Không thì bốc đồ cũng ok la. Về phần Zeri, đồ core cho cô là cuồng đao để liên tục kích nội tại của Sejuani. Tiếp theo là một đồ hồi phục như bàn tay, huyết kiếm hoặc kiếm súng để sống sót trong giao tranh. Nếu còn thừa đồ sau khi build cho hai tanker thì hãy linh hoạt lock các món counter lobby như áo choàng thủy ngân, dây khổng lồ. Có thể chơi full đam với kiếm tử thần hay vô cực, hoặc là hai cuồng đao luôn cho cháy cũng không phải ý tồi nhé. Ashe cũng có hiệu ứng tê tái từ kỹ năng, thế nên nếu có thể thì cuồng đao hoặc Sojin cho cung băng là lựa chọn vô cùng hiệu quả đó nha. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần sắp xếp đội hình. Để tận dụng tốt nội tại Sejuani thì ta xếp nó trước mặt đám đông kẻ địch, thường là vị trí 2 ô thứ 3 từ ngoài vào ở hàng đầu. Sion xếp cạnh Sejuani ở ô thứ 2 tính từ ngoài vào để thay cô nhận sát thương sốc từ carry địch. Đồng thời, kỹ năng hất tung cùng nội tại của hắn sẽ câu kéo rất nhiều thời gian, tạo điều kiện cho team ta thoải mái chơi game. Ugot đóng vai trò tranh cơ phụ sẽ xếp ở đối diện Sejuani để nhận sát thương từ các tướng kích hệ và carry phụ của đối phương, bảo kê cho Sejuani. Lissandra với kỹ năng đóng băng sẽ xếp ngay sau Sejuani để tạo sự khó chịu cho đối phương và góp phần bảo kê Zeri phía dưới. Zeri là carry tay dài sẽ xếp ở góc bàn cờ cùng bên với Sejuani để tận dụng nội tại của heo và được bảo kê chắc chắn nhất. Ashe xếp ở hàng 4 cách Zeri 2 ô
để đảm bảo kỹ năng dính nhiều kẻ địch nhất, đồng thời tối ưu lượng sát thương chuẩn mà team ta gây ra. Tương tự, ụ súng xếp ở giữa bàn cờ, cạnh Ashe. Về phần Senna và Heimer thì xếp ở góc còn lại, tránh để Jerry bị ăn khống chế của Chavan là được. Sắp xếp đã xong, giờ cùng chuyển sang phần quan trọng nhất là xây dựng đội hình. Trước khi tìm trận mà anh em định hình sẵn sẽ chơi team này, thì sau đây là các huyền thoại để anh em cân nhắc. Với một bộ cờ đắt tiền thế này thì cấp độ cao là cần thiết để có thể chiêu mộ các chủ chốt như Jerry, Sejuani, Senna. Có hai huyền thoại rất phù hợp chính là Aurelien Sow và Tam Kench. Khi Sow sẽ cung cấp kinh nghiệm, còn Tam Kench là lượng vàng dồi dào để bạn hưởng thụ cảm giác của một phú ông, phú bà đích thực. On luôn là lựa chọn không tồi cho mọi đội hình khi cung cấp một món đồ xịn sò để phục vụ từ nhu cầu đép máu đầu game cho tới đánh chuỗi thắng hay hách tiền với đại bác hải tặc. Và option cuối cùng chính là Master Yi. Huyền thoại này không cho kinh nghiệm hay vàng, cũng không phải trang bị, mà sẽ gia tăng sức mạnh đội hình từ các nâng cấp đánh nhau để combat thật mạnh mẽ. Từ đó tạo tiền đề lên cấp, hoàn thiện đội hình và băng băng vào top. Một lưu ý với anh em là dù chọn bất kỳ huyền thoại nào, chỉ cần cân bằng giữa trang bị, kinh tế cùng nâng cấp đánh nhau để cải thiện sức mạnh đội hình là ok là nhé. Tiếp đến là các vùng đất để anh em biết đường mà vote. Zaun, tập đoàn Glux, mỗi khi ghép một trang bị hoàn chỉnh, nhận 3 vàng. Zaun, kho tàng thiên thực, nhận 4 vàng với mỗi nâng cấp hiện có. Thành phố Bendo, khu quẩy của Yumi và đầm cua, hai nâng cấp cho kinh nghiệm và kinh tế dồi dào, phục vụ việc lên cấp để sớm hoàn thiện đội hình. Khu chợ Shurima và tư dinh chiến tướng, mang về lượng trang bị dồi dào, phù hợp với nhiều quân cờ cầm được đồ như Ugot, Senna, Saiyan, Heimer. Ionia, hồ mơ mộng, mỗi khi bắt đầu vòng đấu, nhận một tướng phù hợp với đội hình, giúp bạn sớm có các chủ chốt để đép máu, đẩy máu cũng như hoàn thiện team. Freljord, tổ ấm và lò rèn của On đều ngon khi mang về lượng trang bị xịn sò, đồng thời còn cung cấp hiệu ứng kỹ năng siêu phù hợp. Demacia, rừng kháng ma thạch, nhận 3 gói trang bị khi bắt đầu trận đấu, gia tăng lượng trang bị có được ở giai đoạn đầu game, phù hợp đánh chuỗi thắng hoặc đép máu. Xong xuôi, giờ sẽ tính đến cách giữ máu đầu game để có thể thoải mái xoay chuyển đội hình về sau nhé. Phong cơ bản ở cấp 4 sẽ gồm hai bán tỉa, Tristana cùng Jinx, kẹp với hai đấu sĩ, Vi và Renekton. Lên 5, bổ sung Warwick để kích Zaun, thêm mod hóa kỹ cho Jinx gồng gánh sát thương. Đồ của Jerry lúc này sẽ để Jinx cầm. Ưu tiên hàng đầu về trang bị vẫn là đồ thủ, giao cho vị trí của cảnh binh Piltover, Vi. Lên 6 thì bắt Lissandra để có hiệu ứng khống chế, câu kéo thời gian cho Jinx bắn hạ kẻ địch. Có thể thay Ashe vào vị trí Triss để bổ sung hiệu ứng Freljord làm mềm kẻ địch, giúp Jinx dễ dàng triệt hạ đối thủ hơn. Lên 7 sẽ thêm lại bắn tỉa. Nếu lúc này bạn đép máu ổn rồi thì hãy eco lên 8 để hoàn thiện team. Còn không thì hãy roll lấy một form để có thể sống sót qua giai đoạn giữa game, giúp bản thân giữ được máu và tiếp tục lên cấp hoàn thiện đội hình như đã nêu. Nâng cấp dùng được không hề ít nên mình sẽ tập trung vào những cái đặc biệt mạnh cho đội hình thôi nhé. Nâng cấp tăng mốc Zaun như trái tim Zaun, huy hiệu, vương miện Zaun. Nâng cấp đánh nhau mạnh mẽ như ý chí bất khuất, đồng lòng đấu tranh, truyền máu, bạn bè phương xa, cộng mệt nghỉ, bắn tỉa song đấu, giãn cách xã hội, làn gió bút giá, cầu hồi phục 1. Các nâng cấp cho trang bị như thứ 6 kỳ quái, kho thần tích, duy tâm luận. Hay các nâng cấp phụ giúp lên cấp, kiên nhẫn học tập, nhà tài phiệt, khuyến mãi kinh nghiệm. Đã điểm qua cách triển khai cũng như các nâng cấp phù hợp để thi triển đội hình, giờ cùng xét đến ưu nhược điểm để lưu ý nhé. Jerry Freljord, công thủ toàn diện, khống chế dồi dào, bài đấu mạnh mẽ, đủ sức gạt gió bất kỳ bộ cờ meta nào hiện nay. Còn nhược điểm là các tướng chủ chốt trong team đều có giá trị cao, 4 vàng 5 vàng, thế nên nếu bạn đép máu không khéo hay roll đen là cúc. Phải vẽ được cuồng đao và thật nhiều đồ tranh. Bài này nếu thiếu tranh và để mất đi Sejuani ở đầu combat thì coi như no damage, kể cả khi Jerry ba đồ. Sejuani là quân cờ hot meta ở mọi phiên bản, thế nên nếu không có Sejuani thì bạn cứ tính nước xoay bài dần là vừa nhé. Đó là tất tần tật kinh nghiệm mình đúc kết được khi thi triển thuần thục bộ cờ này trong rank. Hy vọng anh em áp dụng vào thực chiến thành công và mang về kết quả thuận lợi nhé. Tiện đây nhắc nhở anh em, leo rank thì hãy chill và bớt toxic đi nhé. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng một like, một share, một subscribe cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ giáo án thú vị nào của mùa 9. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.